Mùa Noel năm xưa, trên đường vào nhà thờ nè, tôi tình cờ quen em. Nàng nội em tên Hằng, em Hằng nhà thì gần, nhưng lòng thì hơi xa. Ngày sang chờ tối thăm, thấy em tôi xinh xinh, nên lòng này yêu em. Nghe nói em thèm chè, tôi mua cho nàng chè, thế tôi quen được nàng. Một hôm tôi dắt em đi ăn, nàng kêu bún riêu tôi nghe giật mình. Nàng kêu bốn tô kêu thêm phần giò, bà con xúm nhau xem nàng tôi ăn. Mùa Noel năm nay nè, tôi gặp lại được nàng, em mập nhiều hơn xưa nữa nha. Nàng nổi em ăn nhiều, bây giờ mập thụ lu, ủ nù như cái lu. Rồi tôi đây dắt em đến nơi xưa ta ăn, tôi nhìn mà em ăn. Em quất hai nồi chè, quất hai con gà luộc, thấy em tôi giật mình. Một hôm tôi dắt em đi ăn, nàng kêu bún riêu tôi nghe giật mình. Nàng kêu bốn tô kêu thêm phần giò, bà con xúm nhau xem nàng tôi ăn. Mùa Noel năm nay nè, tôi gặp lại được nàng, em mập nhiều hơn xưa đó nha. Nàng nổi em ăn nhiều, bây giờ mập thụ lu, ủ nù như cái lu. Rồi tôi đây dắt em đến nơi xưa ta quen, tôi nhìn mà em ăn. Em quất hai nồi chè, quất hai con gà luộc, thấy em tôi giật mình. Em quất hai nồi chè, quất hai con gà luộc, thấy em tôi giật mình.